Rồi, hello anh em Second Hand xin chào. Vừa quay xong một con Riton Anxus. Bây giờ tới một con thể thao ha. Đây là con thể thao này là Resison của Mỹ nha. Hôm trước mình vừa về một con Resison Mỹ anh em. Resison màu trắng á. Còn con Resison này sẽ là con Resison màu đen, màu xanh đen thì phải nha. Phui ra coi. Gì đây? Đây à. Đúng rồi, con Resison màu đen ha. Xe này chắc cũng khá là đẹp á. Tại vì ở trên cam này người ta báo xuống nó là rất là đẹp anh em ha. Ta có gửi hình ta báo đẹp. Báo đẹp thì mình chơi thôi. Ngại gì? Đây nè. Đó. Quá đẹp luôn. Quá đẹp, màu này quá đẹp anh em. Màu đen nhám nha. Xu hướng của những năm gần đây, màu nhám. Màu nhám lên hương. Ồ, quá đẹp anh em ơi. Xe này cũng rất là đẹp. Sơn zin nha nè, đây trên đường về thì nó có bị lấn cấn nè. Cái này mình rửa ra xong rồi mình lấy dầu mình đánh bát lại ha, đánh bát sơ lại cái là mấy cái dấu chày nhỏ nhỏ đó nó mất hết rồi. Ồ, con xe này quá đẹp anh em ơi. Con xe này mình sẽ ưu tiên cho chú Hiếu ở Vĩnh Long ha. Nếu chú Hiếu ở Vĩnh Long chốt thì anh em đợi một con sao. Còn chú Hiếu ở Vĩnh Long không chốt thì mới tới người khách tiếp theo anh em, tại vì chú Hiếu dặn rồi, chú ở Vĩnh Long dặn rồi, coi cái size có phù hợp với chú không. Nếu mà size phù hợp ok thì chắc chú Hiếu có thể là chú Hiếu lấy ha. Con này full nhôm nha anh em, con Resison full nhôm đồ 38. Oh, size 51 nha. Size 51 là ai phải cao mới đi được nha anh em. Từ 1m65 đổ lên. Rồi size 51 nha. 65 cho tới 1m8 luôn á. Là 1m78 anh em. Oh, quá đẹp rồi. Xe này quá đẹp rồi. Xe này chắc chú Hiếu làm cho chú Hiếu lấy luôn quá. Quá đẹp. Màu đen anh em, quá đẹp luôn. Mấy cái này là bụi bẩn nha. Đây, bụi bẩn không à. Nè. Thấy không? Bụi bẩn không à. Ồ, xe này không cần quay nhiều đâu anh em ơi. Nhìn về là biết rồi. Đồ Resison hết nha. Nè, dần nhôm của Resison luôn nè. Sino Tony nè. Con xe này rửa ra chắc nó đẹp thôi, chắc nóng lạnh luôn á. Đây. Nè nó đĩa nha anh em. Xe này chắc đại 27 quá. Quá êm luôn. Full nhôm nha, con này full nhôm. Ây da. Full nhôm. Sườn đẹp ha. Mình cực kỳ đánh giá cao mấy con Resison đó anh em. Thiết kế nó đẹp lắm. Như cái sườn á. Năm trước mình có về con Resison nhôm cũng màu bạc á. Trời đẹp ghê luôn. Cái sườn của nó làm cái dáng cái sườn nó sang. Nhìn cái là mê liền. Resison này là của Mỹ nha. Oh, quá đẹp luôn anh em ơi, dò dĩa đâu nè. Xuất sắc. Xuất sắc con Resison này không có đường nào mà chối cãi hết rồi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn anh em ơi. Size 50, size 51 nha. Đây, 510 nè. Quá chừng đẹp luôn. Hàng nội địa Nhật là khỏi phải bàn cãi ha anh em. Chất lượng của nó là khỏi bàn cãi ha.
nhiều khi nói không phải nói ha, nếu mà cũng là đồng thời là hàng gian, nhưng mà hàng gian mà xuất Việt Nam thực tế á chưa chắc nó đã đẹp bằng chưa chắc nó đã chất lượng bằng xuất nhập nha. Còn cái đó sao thì mình không biết, nhưng mà hai con xe về thì mình thấy là nó không lại xe nội địa được, ngộ lắm, mình không biết sao ha, nhưng mà không lại xe nội địa. Đây đầu 38 nha, đây đầu 38 này, dĩa bọng đồ là còn y nguyên luôn, xe này ít xỉu đi anh em ơi, đẹp ghê hồn luôn. Này là bụi nha, này là bụi không à, này rửa ra, về rửa ra ha, xịt sắt đó. Quay chi tiết nha, tại vì bây giờ mình không có thời gian để chụp hình đâu anh em ơi. Đó, cái này mình thay luôn ha, cho nên là cố gắng xem giùm em, được thì chốt ha. Còn xe cổ, những xe sau này là bao zin nha, không có dọn gì vô đây cho nha. Con này là Resistance nhôm. Bán đồ đây. Đây. Quá đẹp luôn. Xe này thì thật sự ra nói anh em ha, không phải nói chứ mình phải cực kỳ là giống như là mình phải anh em thân thiết mà làm ăn uy tín lâu dài mới lựa được những chiếc xe này nè anh em, gọi là nước đầu á, gọi là xe nước đầu ha. Đó, mình sẽ là người lựa trước. Đó. Nè đồ nè anh em thấy chưa, tại vì gửi về cho nên cái cổ nó bẻ qua một bên ha, mình chưa bẻ lại. Rồi tay nắm đâu là zin hết nha, nè. Đẹp lắm anh em. Rồi ok vậy đi, chốt lại gì đi, Turin Resistance ha. Đây Turin Resistance nè, size 51 full nhôm đầu 38 group Shimano Tuning ha. Ồ quá đẹp. Rồi ok, xin chào hai anh em cái clip kế tiếp và con xe kế tiếp.